Thấy gì cũng sợ. Đó. À, nó bắt đầu chạy đó mình. Mình gắn chung mình gói cái cách nha cả nhà. Gắn chung nha. Giờ mình cắt mình đổ ra nha cả nhà. Cũng sợ lắm đó mà cũng gắn làm. Thấy gì cũng sợ. Đó. À, nó bắt đầu chạy đó mình. Rồi giờ nó chết rồi, giờ mình cạo da nó nha cả nhà. Giờ mình cạo mình mặn nữa nè. Lắm hả? Mặn đó. Giờ mình bằng sạch da rồi giờ mình mổ bụng nha. Thank you.
Rồi mình bằng sạch rồi nha cả nhà, giờ mình chặt khúc nha cả nhà. Rồi mình chặt nha. Đi sai. Sai đi. Rồi mình đốt rớt lên cả nhà. Mình đốt cái mình sai rồi mình để tỏi phi, hành lá. Tiêu. Để nhiều tiêu. Này bột ngọt với đường mình để chung chén nha cả nhà. Ướp vô luôn. Ướp miếng nước mắm. Ướp ít đi để thôi nó rồi giờ mình ướp mình trộn đều cho để có vô có mình xay. Rồi đó giờ đều rồi đó mình để vô mình xay nha cả nhà. Năm phút sau. Rồi giờ mình xay thịt xong rồi nha cả nhà. Mình lấy ra nha cả nhà. Đó, giờ mình đổ ra thao. Rồi giờ bắt đầu mình gói ở nhà xong rồi nè, giờ mình gói.
rồi mình làm gắn xong rồi nha cả nhà, giờ mình bắt lên nấu cả nhà. Ra nha. Cho lửa nóng đi rồi cái chế nước vô. Rồi vậy mình chế nước vô nha cả nhà. Em vô luôn đi. Đó là có ướp rồi, mình để này vô. Năm phút sau. Giờ nó chín rồi mình dỡ nắp ra nha cả nhà. Rồi gắn nó chín rồi nha cả nhà, giờ mình xếp cái dĩa nha. Chung quấn nó cách rồi nha cả nhà. Giờ mình kết thúc video ở đây nha cả nhà. Chào cả nhà.